Bạn đã lấy dùng PHP đặc biệt cho mở link á, cho mở link để trả link năng nó. Chờ link năng hai nhưng trên địa lấy block nên mà chọn các bạn nên cho skip ad, skip ad mà skip ad hết nên ở dưới nhưng là lâu mà nhưng chờ là lâu tới dừng ad cho mơ link ba này chờ lộ về mất nhưng cho mơ ba này chờ là lâu nhé. Chờ là lâu tới nhưng cho mơ ba này tích nó ba.